Tình huống hy hữu khiến 4 chiếc răng giả dính liền, tuột vào dạ dày. Bệnh nhân 60 tuổi quê Bắc Ninh đến khoa nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội ngày 22 tháng 5. Các bác sĩ đã nội soi hút sạch sữa trong dạ dày, phát hiện thấy dị vật là 4 chiếc răng giả liền, kích thước 4 x 1cm đang nằm trong dạ dày. Dị vật được lấy ra an toàn sau 2 giờ nuốt phải, bệnh nhân có thể xuất viện ngay. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Liên, khoa nội soi tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hàng năm, khoa tiếp nhận 70-80 ca dị vật tiêu hóa là các dụng cụ sinh hoạt như răng giả, vỏ thuốc, tai nghe Bluetooth, tằm, nút chai. Khoa cũng xử trí nhiều ca dị vật bã thức ăn như măng, hồng xiêm, hỗn hợp vón cục của nghệ, mật ong, tam thất. Đối với dị vật răng giả, mặc dù kỹ thuật làm hàm giả tháo lắp rất phát triển, hạn chế được tối đa rủi ro về chất liệu cho người sử dụng, nhưng người đeo hàm răng giả cần chú ý để tránh tai nạn răng rơi vào đường thở hoặc đường tiêu hóa.